Thì hôm nay chúng ta sẽ xem lại một số cái lỗi ha của cái tab 2 của chúng ta ha. Thì đây là cái file mình sẽ đây ha. Thì lỗi chung của các bạn lớp chính quy á, thì về cái activity diagram á, thì các bạn vẫn vẽ sai một số ký hiệu trong sơ đồ ha. Và ngoài ra thì cái lỗi lớn nhất là các bạn hiểu nhầm về hai cái join và cái post node này ha. Từ lát nữa mình sẽ sửa và mình nói cụ thể luôn. Và các bạn chưa nắm được cái mức vẽ ha. Một là chúng ta vẽ ở mức high level, có nghĩa là các bạn có coi lại cái phần cái project mà của học của năm ngoái, project về Redstone Boss 2 thì có một cái workflow sẵn rồi, thì cái workflow đó nó sẽ cover tất cả những cái user ha, những cái role người nhân viên phục vụ nè, role của người đầu bếp nè, role của khách hàng nè, role của hệ thống, và mỗi cái role đó nó sẽ làm những cái việc gì đó thì nó sẽ cover hết. Và hai là chúng ta sẽ vẽ ở mức detail level, là chúng ta sẽ thể hiện một cái use case hoặc là một cái use case scenario. Còn một bước nữa là mức lửng lửng giữa hai cái này nè, là chúng ta trong một cái quy trình lớn đó, thì chúng ta cảm thấy những cái hoạt động nào á mà nó cần làm rõ. Ví dụ như là trong cái Redstone Boss 2 á, thì nó có một cái quy trình là ví dụ như là đặt bàn chẳng hạn, thì quy trình đặt bàn như thế nào, thì mặc định á là nó sẽ không có trong cái workflow chung này, nhưng mà nó sẽ, để mình mở lại cái Redstone Boss 2 đi. Cái file mình một xíu nha, mình sẽ mở cái một. Đây thì đây là một cái workflow ha. Các bạn thấy nè, đây nó sẽ thấy mình ở nhà bếp là sẽ có những cái action nào, những cái hoạt động nào, rồi cái bot có sale nè, cái bot của mình nè, thì nó sẽ có những cái hoạt động nào, rồi customer thì có những nào, ví dụ đầu tiên là vô sẽ xem menu rồi gì đó, thì đây là một cái workflow và nó sẽ tổng quát tất cả những cái role trong hệ thống và những cái hoạt động chính ha, những cái luồng mà liền nè, thì những là cái main, những cái hoạt động chính ha, còn những cái luồng này chấm gạch nè, còn những cái luồng phụ ha. Chúng ta vẽ cái này nè, thì chúng ta có thể để vẽ tất cả các role trong hệ thống ha, và những cái hoạt động nào mà chính ha, của phần kia. Và ngoài ra chúng ta có thể vẽ những cái sơ đồ phụ, ví dụ khách hàng muốn đặt bàn thì như thế nào, thì nó cái quy trình đặt bàn nó sẽ không nằm trong cái quy trình này,
mà nó một quy trình khác thì chúng ta có thể chi tiết hơn. Đó thì đó là cách chúng ta vẽ. À, và ngược lại thì sau nữa ha, sắp xuống nữa ha, thì chúng ta có thể vẽ mức detail level và thể hiện như một cái use case hoặc một cái use case scenario, có nghĩa là trong cái kịch bản use case của chúng ta, ngoài cái main flow á, cái basic flow á, thì nó sẽ có những cái alternate flow rồi những cái gì đó nó sẽ rất là phức tạp. Một số cái use case nó sẽ rất là phức tạp, thì chúng ta có thể dùng cái activity diagram này để chúng ta diễn tả nó cho nó rõ hơn. À, thì đây là cái phần này. Chúng ta có thể coi cái guide đây. Mình có để cái guide đây nè. Đây. Đó, thì các bạn có thể xem lại những cái hướng dẫn nha. Đó thì đây là một số cái ghi chú nè ha. Vẽ thì nhất là phải đủ cái start với cái final ha, và mỗi cái activity là một cái hình chữ nhật bo góc ha, nó là một cái action nè, một cái hành động ha. Và khi trong trong cái sơ đồ của chúng ta mà có nhiều vai trò thì chúng ta sẽ dùng cái swim lane để chúng ta tắt ha. Và cái sai nhiều nhất cũng là cái này nè, có nghĩa là các bạn nhầm sang cái flow chart ha, các bạn nhầm sang cái flow chart ha, nhầm sang cái flow chart, có nghĩa là cái activity diagram á, thì cái decision node đây nè thì nó không có cái nội dung ở trong đó nha. Và trước đó, đó thì chúng ta là muốn rẽ nhánh á, thì chúng ta sẽ có một cái activity ngay ở trước cái decision node này để chúng ta làm cái điều kiện rẽ nhánh ha. Nha. Và dùng cái fork node này nè là hai cái thanh song song, cái này nó sẽ đi một cặp và chúng ta sẽ diễn tả những cái hoạt động đồng thời ha. À, và không dùng những cái tròn nó này nè để gom các cái nhánh rẽ ha. Đó là một số cái lưu ý thì các bạn có thể coi lại. Đó là về cái activity diagram ha. Còn về sequence diagram á, thì để vẽ sequence diagram á, thì chúng ta phải nắm rõ được actor ha, actor rồi object, những cái object trong hệ thống của chúng ta thì các bạn chưa có làm rõ được cái phần này ha. Và các bạn vẽ nó bị lộn xộn á, có nghĩa là một số cái object của bạn là cấp rất là cao, có nghĩa là cấp 2 level là một cái system hoặc là một cái module ha, hoặc một subsystem, thì khi đó những cái object của chúng ta nó phải ngang với nhau đều hết. Còn không là chúng ta vẽ ở một mức rất là thấp, mức detail level á, thì lát nữa mình sẽ có một cái ví dụ về ở dưới đây nè. Cái ví dụ tối qua mình cho các bạn á, thì chúng ta sẽ vẽ cái sequence UK ở mức detail level như thế nào. À, sequence diagram này cho một cái UK và mức detail level như thế nào. À, đó, thì lúc đó là cái object này nè, nó sẽ là từng cái lát chúng ta lập trình á, từng cái lát chúng ta lập trình luôn. À, đó thì chúng ta sẽ vẽ. Và các bạn cũng chưa có kiểm soát được cái fly line này, cái sự sống của cái object đó, khi nào thì nó được tạo ra, khi nào nó kết thúc. À, và cũng bị sai những cái ký hiệu này. À, ví dụ message là ký hiệu như thế nào, rồi response message là như thế nào, nghĩa là các bạn làm lộn xộn hết, các bạn chưa có hiểu được cái này, thì để các bạn hãy coi lại cái guide này của mình này, như này. Ở đây, đây là cái hướng dẫn của mình lâu rồi. À, đây là ví dụ về những cái sequence diagram có sẵn rồi. Thí dụ ở đây nè, người ta vẽ rất là những cái object rất là lớn. À, đây, thì các bạn có thể vẽ một cái sequence diagram cho một phần của UK ha, hoặc là không phải UK nào cũng được ha. Có nghĩa là lúc đó chúng ta đang biểu diễn một cái system á, system hoặc là subsystem ha, hoặc là vẽ cho rất nhiều UK cũng được ha. Và cái này nè thì nó sẽ mô tả cái sự interaction giữa cái actor với lại object trong hệ thống ha. Ha. Còn cái use case diagram của chúng ta nó là actor và system. Lúc đó chúng ta chưa có rõ là trong system của chúng ta là có những cái object nào, thì cái sequence diagram á nó sẽ làm rõ hơn là actor nó sẽ tương tác với những cái object nào cụ thể trong cái system của chúng ta. À, đây là một số những cái thông tin mà gọi là chúng ta cần phải nắm được ha. Ví dụ như line là gì nè ha. Rồi những cái object này chúng ta có thể vẽ actor là những cái hình này, còn không các bạn có thể để đơn giản là cái hình này cũng được, hình chữ nhật này cũng được, nhưng các bạn ghi chú là cái này là actor là gì đó ha. Hoặc là một số cái object thể hiện về data nè, thể hiện về user interface ha, hoặc là những cái object thuộc những cái class về controller ha, xử lý nghiệp vụ ha. Chúng ta coi đây.
Đó, ví dụ như là máy xét là như thế nào ha, là được cái đường này ha, cái đường đường liền này. Đấy. Rồi rồi những cái ga này như nào, nó sẽ có những cái ga như thế nào, rồi là những cái alternative thì sao, alternative là tiếp eo ha. Đó. Chúng ta coi option thì là OPT này, nó chỉ là if thôi, if then thôi, không có eo. À, chúng ta có thể lòng lọc ha. Rồi chúng ta rig như thế nào, rồi song song như thế nào ha, parallel ha, hai cái luồng như thế nào. Và khi mà cái sơ đồ của chúng ta lớn á, thì chúng ta có thể dùng cái preference fragment này, chúng ta chia thành những cái sơ đồ nhỏ ra. Đây là một cái ví dụ về 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 một cái gọi JavaScript á, như thế này đó, gọi Ajax mà của JavaScript á, chúng ta coi nghe là rất là lớn ha. Đó, thì gọi như thế nào, thì đây là cách cách chúng ta vẽ cái sequence diagram. Ví dụ đây, đây là cái slide mình chụp ở trong trong cái chương 5 của chúng ta học á. Ví dụ chúng ta đã có một cái view scale diagram như này đúng không? À, một cái medical receptionist ha, sẽ có những cái view scale này, actor đây ha. Đó. Và chúng ta sẽ có được cái bảng gọi là cái bảng view scale scenario, tạm gọi là view scale scenario. Thì cái này nè, thì họ sơ lược, họ họ lược giảng đi cái basic level thôi, họ chỉ có cái phần description đây ha, description data stimulus là cái trigger của chúng ta, một số ghi chú ở đây. Thì cái nhiệm vụ của chúng ta là đọc cái này chúng ta sẽ tìm hiểu trong này. À, lúc đó cái actor chúng ta là medical receptionist và cái patient recall system này nè, nó sẽ tương tác với những cái object nào trong hệ thống. À, đây thì chúng ta bắt đầu, chúng ta ở đâu ha, chúng ta liệt kê ở cái này là actor này, ở đây chúng ta sẽ có help help authority ha, rồi những cái hệ thống record database này ha, chúng ta sẽ có data là những cái dữ liệu về cá nhân của bệnh nhân ha, patient personal information treatment summary ha, chúng ta sẽ phân tích ha, để tìm ra được những cái actor ha, những cái object ở trong hệ thống ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ vẽ này, chúng ta thấy chúng ta sẽ có hai actor, actor receptionist và cái PIS này ha. Và chúng ta sẽ có những cái object data là patient info này ha, rồi hệ thống database, rồi hệ thống xác thực đó, thì gọi như thế nào đó chúng ta sẽ gọi ra. Và cái nó có một cái lưu ý đây nè, ví dụ a là method 1 của b ấy, thì cái method này nè nó phải là thuộc thuộc b chứ nó không phải thuộc a ha. Đó, thì các bạn có thể coi thêm phần này, lát mình sẽ sửa luôn. Đó là một số cái guide về class diagram á, thì các bạn chờ mình xíu. Rồi ha, thì về lát diagram thì các bạn chỉ vẽ được cái entity thôi, các bạn thiếu lát về UI, về controller ha, missing những cái này, và nó bị do các bạn chỉ vẽ cái entity lát này nè, nó bị cái messy lát, là có một bạn nào hỏi mình rồi đó trong trong cái group đó. Và những cái mối quan hệ giữa các lát này nè, các bạn cũng cũng vẽ bị sai ha. Ha, thì lát này mình sẽ sửa luôn. Về UI á, thì một số chỉ nhóm chỉ vẽ thôi, vẽ mà không có mô tả, không có ghi chú gì hết, thành ra là rất là khó để người người dùng hiểu được cái này. Và cái lỗi mà lớn nhất là cái UI này nè, nó không có map với lại cái yêu cầu chức năng, cái use case của chúng ta và cái UK scenario nè. Và ví dụ là trong cái kịch bản của chúng ta mô tả cái một cái luồng ABCD gì đó, nhưng mà ở trên cái UI cho cái chức năng đó lại không thể mà thực hiện được cái luồng luồng ABC đó đó, thành ra là bị cái đó. Nghĩa là một cái các bạn có thể thiết vẽ một cái UI rất là tốt ha, thiết kế một cái UI rất là tốt, rồi các bạn làm một cái kịch bản
use case cũng rất là tốt, nhưng mà hai cái đó nó không có dính dáng gì với nhau hết. Ở đây là thí dụ như là một cái UI về 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 quản lý nhân sự đi, quản lý nhân sự đi, quản lý một con người, và chúng ta sẽ có chức năng là quản lý con người ở đây. Ví dụ xem thông tin của một con người gì đó, nhưng mà hai cái này nó lại không có dính gì với nhau hết. Có nghĩa là đọc cái này nhưng mà cái bên này nó lại không thể hiện được cái luồng đó. Đó là cái lỗi mà lớn nhất của chúng ta làm này ha. Để các bạn có thể xem cái phần class diagram này ha. Đây, những cái quan hệ giữa những cái class này ha. Mà chúng ta coi. Và đây ha, ví dụ đây là một cái class diagram, nhưng mà cái class diagram này nè thì nó chỉ là entity class thôi. Entity thôi. Và chúng ta phải vẽ ở mức rất là detail luôn á, ta vẽ ở mức element, có nghĩa là có những cái interface này không phải là giao diện ha. Interface này là cái cổng, cái interface này của cái nhóm abstract class á, để mà giao tiếp á. Đó, rồi sẽ có những cái class nào hiện được cái interface này, rồi có những cái class xử lý nào, những cái class dịch vụ nào, rất là chi tiết đây ha, bao gồm và chúng ta có thể kết hợp một số cái design button ở này thì các bạn phải coi thêm. Đó là về class diagram ha. Thì hôm qua thì mình có cho các bạn một cái bài tập ha. Trước khi sửa thì mình sẽ làm cái ví dụ này trước ha, để các bạn hình dung được. Đây cái bài tập hôm qua. Thường là bài tập này mình, nếu mà mình có đi giảng trên lớp á, thì mình sẽ cho các bạn làm ở trên lớp á, để các bạn hình dung. Thì mục tiêu là chúng ta sẽ làm một cái phần mềm nhỏ ha, thiết kế một cái phần mềm nhỏ thôi, là một cái bookstore software đây ha. Thì ở đây là một cái bookstore ha, và cái chức năng mình chú trọng nhất đó là book management module ha. Đây, book management module đó. Và chúng ta cũng tương tự gì đó, chúng ta phải detect được đâu là những cái actor. Ở đây thì mình có actor này, cái này thì mình cũng đã list với các bạn sẵn rồi ha. Đầu tiên đó là cái chức năng đầu tiên mà cái người book manager cần á, là họ cần xem cái thông tin sách ha, thông tin của mỗi quyển sách trong cái kho sách của họ ha, thì bao gồm title ha, author, tác giả ha, loại sách là gì, nhà xuất bản, năm và một số gì đó. Và người dùng cũng có thể là tìm kiếm quyển sách theo keyword hoặc là theo tác giả ha. Và chức năng thứ hai á, cái function thứ hai á, là người dùng có thể nhập vào một cái quyển sách mới ha. Và họ cũng có thể import data từ cái data source á, để mà nghĩa là chúng ta sẽ có sẵn đóng sách rồi á, trong file Excel á, thì giờ có thể là người dùng nhập vào cái này à, thay vì thêm tay từng quyển sách một. Và chức năng tiếp theo là cho người phép người dùng sửa ha, sửa hoặc là chỉnh sửa một cái quyển sách đã có rồi trong cái hệ thống dữ liệu của họ. Và cuối cùng đó là cho phép người dùng xóa một quyển sách khỏi database, và người dùng cũng có thể xóa nhiều quyển sách một lần, có nghĩa là cái giao diện của chúng ta phải thể hiện làm sao là xóa được nhiều sách một lần, và chúng ta phải cũng có thể là archive lại và để dùng trong những cái trường hợp sau này ha. Thì cái step 1 á là chúng ta sẽ phân tích đâu là actor nè, đâu là use case nè. Chúng ta sẽ vẽ cái use case diagram ha. Chúng ta sẽ mô tả những cái kịch bản UK và chúng ta sẽ vẽ cái mockup ở đây. Thì những cái này nè thì nó sẽ liên lại với nhau hết. Và cái nhiệm vụ thứ hai á, thì chúng ta sẽ liệt kê đâu là những cái entity class và chúng ta sẽ vẽ những cái class diagram, những cái class diagram chi tiết ra, UI là này kia, và chúng ta sẽ vẽ một cái sequence diagram cho cái main use case của chúng ta ha. Và chúng ta sẽ mô tả một số cái main thoát chính trong cái class này, của cái class diagram á. Đó, và có bạn nào ngồi thích làm cái này không? Có bạn nào thích ngồi làm cái này không? À, thích làm thử không? OK, thì mình sẽ đưa cái solution luôn. Đây, thì actor của chúng ta sẽ là cái người quản lý sách ha, và chúng ta sẽ có cái những yêu cầu chức năng ha,
những cái use case là những cái yêu cầu tính năng. Thì ở đây là mình có một cái tính năng ha, một cái feature được gọi tắt là cái module đó, là chức năng là quản lý sách ha, book management. Thì trong cái book management này nó sẽ có bốn cái function, bốn cái tính năng con ha. Thứ nhất là xem danh sách những quyển sách ha, và chi tiết một quyển sách. Thứ hai là nó cho phép cái người book manager này add một cái quyển sách mới vào. Và tính năng thứ ba là cho phép sửa một cái quyển sách đã có. Và tính năng cuối cùng là cho phép xóa một quyển sách ha. Có nghĩa là từ cái đống mà mô tả này của người dùng ấy ha, chúng ta sẽ phân tích người book manager này, sẽ cần bốn tính năng này ha, cho cái module này ha. Hiển nhiên là trong thực tế nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều ha. Và nó sẽ không có được rõ ràng như là mình mô tả như thế này ha. Có thể là nó không phải là first function rồi second function rồi next function rồi last function đâu, mà họ sẽ mô tả một cái đóng rất là bùi nhùi, và các bạn phải ngồi các bạn phân tích lại để được cái này ha. Chúng ta sẽ vẽ cái use case diagram như thế này ha. Đầu tiên là actor ha, sẽ là người quen, và họ sẽ có một cái primary use case. Primary use case là manage book information ha. Manage book information có nghĩa là đầu tiên là phải làm gì, làm anh phải vào anh xem được sách đấy cái đã, xem được quyển sách, thông tin sách cái đã, thì nó chính là cái first function này. Đây, view book and detail of book đó, đó chính là cái primary của primary UK của chúng ta. Và sau khi họ đã xem được danh sách các quyển sách đó, hoặc là chi tiết quyển sách đó, thì họ có thể thêm một quyển sách mới, hoặc là họ có thể xóa một quyển sách, hoặc là sửa một cái quyển sách ở đây. Thì chúng ta sẽ mô tả cái kịch bản như sau ha. Thì cái UK chính của mình đây ha, đây là cái primary UK của mình ha, manage book information. Thì actor sẽ là book manager ha. Cái stimulus là cái trigger ha, có nghĩa là book manager sẽ chọn cái menu manage book information in the main menu ha. Có nghĩa là mình sẽ có một cái trang chủ ha, ở trên cái main menu á nó sẽ có một cái menu gọi là manage book information ha. Và cái main flow của mình á là sẽ là khi mà cái người dùng đã click vào cái menu này rồi đúng không, thì cái hệ thống sẽ open cái manage book window lên ha. Hệ thống sẽ lấy danh sách các cái quyển sách, rồi sau đó hệ thống sẽ hiển thị danh sách các quyển sách này ha. Thì chúng ta thấy là có ba cái step là action của hệ thống ha. Và người book manager này sẽ chọn một cái quyển sách từ cái danh sách đó ha, từ cái danh sách, từ cái delete ha. Và hệ thống sẽ get cái quyển sách, get cái book detail ha. Có nghĩa là trong cái danh sách, trong cái list ấy, của mình ấy, thì có thể là cái thông tin sách nó rất là nhiều ha, nhưng mà trong cái list của mình chỉ hiển thị một vài thông tin cơ bản thôi. Và khi người dùng click vào cái một quyển sách cụ thể ấy, thì cái hệ thống system của chúng ta mới đi vào lấy chi tiết cụ thể một quyển sách lên, thông tin của một quyển sách lên và hiển thị ra à. Thì đó là cái main flow ha, ha là người dùng ha, cái post condition là người dùng xem được một thông tin một quyển sách ha. À, và ở đây á, thì nó sẽ có một cái điều mà các bạn hay nhầm á, là các bạn hay nhầm cái này nè, là cái alternative flow thì nó không phải là alternative flow ha. Và tại cái này nè thì sẽ có những cái intention boy ha, là người dùng có thể sửa một quyển sách ha, thêm một quyển sách hoặc là xóa một quyển sách ha. Có nghĩa là ở trên đang người dùng đang thực hiện cái chức năng là manage book information ha, là xem thông tin sách á. Trong quá trình thực hiện á, thì người dùng có thể là nhảy sang một cái chức năng khác, ví dụ như là sửa một quyển sách ở đây à, thêm một quyển sách à. Ví dụ như sửa quyển sách chẳng hạn, người dùng sẽ click vào cái nút remove à. Thì lúc này cái attention point này nó nhiều khi nó sẽ có một cái after step nữa, ví dụ ở cái bước nào á, thì như ở bước này nè, sau khi kết thúc bước 5 rồi á, thì người dùng sẽ có thể là xóa cái quyển sách này. Có nghĩa là chúng ta hiểu là người dùng phải xem chi tiết một quyển sách rồi mới xóa được ha. Xóa một quyển sách ha. Ha, cái này mới remove a book thôi ha. Còn cái chức năng mà xóa multiple book này là chưa có ha, chưa có ha. Chúng ta phải suy nghĩ thêm ha. Ha, và cái main flow có nghĩa là khi mà người dùng đang ở cái book detail này rồi nè, người dùng click vào cái remove button á, trên cái giao diện mà book detail này, thì hệ thống sẽ hiển thị một cái dialog để
để xác nhận lại cái việc xóa ha. Cái người book manager sẽ confirm cái dialog đó và system sẽ remove book ha. Tương tự như vậy là người dùng có thể là add cái thêm một quyển sách mới ha, như thế nào ha. Rồi người dùng sẽ kia, có nghĩa là hình dung là ba cái này nè, ba cái remove a book này, add a book này, modify a book này, nó sẽ được nhảy từ cái bước 5. Có nghĩa là cái giao diện mà người dùng đang ở cái giao diện bước tiếp theo và chúng ta nhảy ra, thì cái đó là do chúng ta quyết định thôi. Cái kịch bản của chúng ta là như vậy ha. Các bạn có thể là ok không, người dùng nếu mà người dùng có thể cái hệ thống display book này rồi nè, display cái giao diện mà danh sách cái cuốn sách này rồi, thì chúng ta có một cái nút add a book ở đâu đó ở trong cái giao diện đó, thì chúng ta có thể thêm luôn. Thì có nghĩa là add a tab, tab 3 hoặc là tab 5, thì chúng ta có thể là thêm một cuốn sách mới, ví dụ vậy. Do chúng ta quy định kịch bản này, do chúng ta quy định và chúng ta sẽ thiết kế cái giao diện đây, thiết kế cái giao diện như này đây. Tại bên trái này là cái giao diện mà list a book á, có nghĩa là ngoài chức năng là danh sách cái cuốn sách đây ha, hiển thị lên, thì chúng ta sẽ có một cái filter ở đây. Đây là mình có mô tả trên này nè, user can search a book by keyword or author ha. Đây mình đang gian là mình chỉ cho search cái tên ha, tên và loại sách và danh sách các tác giả ở đây, thì người dùng nhập vào ở cái nút filter ha. Thì ở đây mình thấy là cái phần search là chưa có ha, chúng ta phải vẽ một cái UK search book ở đây nữa ha. Một cái UK search book ở đây và ở trong này là chưa có này ha, chưa có nè. Thì có thể nó là nếu mà cái search nó rất là phức tạp thì chúng ta có thể tách thành một cái UK khác, còn nếu mà nó đơn giản á, nếu mà nó đơn giản á, thì chúng ta có thể coi nó là một cái alternative flow ở đây. Có nghĩa là sau khi hệ thống hiển thị danh sách cái quyển sách lên rồi á, thì sẽ có một cái alternative flow là người dùng sẽ không có chọn cái quyển sách cụ thể ở trong cái danh sách đó, mà người dùng sẽ đi vào search, mà người dùng sẽ search xong rồi á, thì người dùng sẽ quay lại cái bốn, nghĩa là nó sẽ có bước 3.2 ha, 3.2 rồi gì đó, 3.2 33 gì đó, xong rồi bắt đầu quay lại bước 4 này. Thì giờ chúng ta kịch bản chúng ta mô tả và khi người dùng click vào một cái dòng trên quyển sách cụ thể này, thì nó sẽ hiển thị cái bước tiếp theo này ha. Thì mới đầu là nó sẽ chưa có mấy cái nút này, và chúng ta có thể là modify nè, remove nè, add ha, chúng ta quy định đây, thì nó sẽ tương ứng với lại cái kịch bản này của chúng ta. Và cái kịch bản này nè, nó cũng chưa có làm rõ được là cái chức năng này ha, chức năng mà xóa một cái xóa nhiều quyển sách cùng một lúc ha. Có nghĩa là lúc này nè, ở trên cái giao diện list này nè, chúng ta phải có những cái checkbox ha, những cái checkbox là sao check xong rồi có một cái nút xóa đâu đây, chúng ta ấn xóa, chúng ta có thể được như này ha. Có nghĩa là cái hai cái kịch bản UK này và cái giao diện này nè và cái UI này nó chưa có xử lý được được hai cái chức năng này. Thứ nhất là cái chức năng là user có thể import data từ Excel ha, và user có thể xóa được nhiều cái quyển sách ha. Nó chỉ thực hiện những cái một cái bản này, và chúng ta có thể cần phải nâng cấp cái giao diện lên, và chúng ta có thể thêm một số cái yêu cầu chức năng vào đây, những cái chức năng vào đây, thay vì remove a book thì remove multiple book chẳng hạn đây ha. Và chúng ta sẽ có thể là thay vì add a book thì chúng ta có thể là import book from Excel hay là một cái external source nào đó ha. Chúng ta sẽ mở rộng ra. Ở trên cái giao diện này nè, thì chúng ta sẽ có một cái nút là import from Excel chẳng hạn ha. Rồi có những cái checkbox check gì đó, rồi có một cái nút là remove all, ví dụ vậy. Thì chúng ta phải nâng cấp lên, và khi đó cái UI của chúng ta và cái kịch bản này nè, và cái sơ đồ use case này nè, nó sẽ thỏa mãn được cái phần chức năng mà chúng ta đã mô tả ở trên ha. Chúng ta đã đi được hai bước này ha, ba bước này, phân tích các cái actor, các cái use case, vẽ một cái sơ đồ use case ra, và chúng ta mô tả được cái kịch bản use case ha. Vẽ luôn cả cái mốc phút rồi ha. Đây ha. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ vẽ cái liệt kê những cái entity class ha, chúng ta sẽ cần những cái entity class nào, rồi sau đó chúng ta sẽ vẽ cái class diagram ra và chúng ta sẽ thử vẽ một cái symbol diagram cho cái main use case của chúng ta ha. Là chúng ta có cái main use case đúng không, là nó là cái primary use case
chúng ta sẽ để làm rõ cái lab ấy, chúng ta sẽ thường thường chúng ta sẽ mô tả những cái men thuốc chính của những cái lab đó. Thì chúng ta sẽ đi tiếp luôn. Ví dụ những cái entity lab của mình thì mình suy nghĩ thôi. Ở đây trên này nè thì nó sẽ có là book ha, chắc chắn là phải có cái entity book rồi. Thì book thì chúng ta sẽ có những cái attribute nào ha, những cái field thuộc tính nào á thì chúng ta phải phải đọc từ đây ha, đọc từ đây và chúng ta phải phân tích ra ha. Có tên này ha, tác giả nè, loại nè, publisher nè, year nè ha. Đó thì trong này cái book của chúng ta sẽ có những thông tin này ha. Name, book name, book type, book year, publisher, book author. Rồi chúng ta sẽ có danh sách các cái tác giả ha, rồi danh sách các cái người publisher ha. Đây thì chúng ta sẽ lấy từ cơ sở dữ liệu ha, là cái connection này ha. Và chúng ta sẽ có cái giao diện đây, cái giao diện đây là cái book management form, là cái UI của chúng ta. Cái UI của chúng ta thì nó sẽ có hàm on open ha, cái này là bằng CSS hồi xưa lâu lắm rồi ha. Ở trên này nó sẽ có những cái nào, những cái nút nào on filter button list ha, có nghĩa là khi người dùng click vào cái nút filter này thì nó sẽ có cái hàm là on filter button list này để xử lý ha. Tương tự như vậy là on modify button list ha, là sửa sách ha, sửa sách, thêm sách, xóa sách, xem detail ha, có nghĩa là khi mà người dùng double click vào cái này, double click vào cái này thì nó sẽ chạy cái hàm gọi là on view detail. Đó. Thì những cái này nè, làm sao để mà biết đó, thì chúng ta sẽ có những cái phần mô tả dưới này. Đây, phần mô tả dưới này ha, thì lát mình sẽ đi qua. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có những có một cái lát, cái lát này nè, cái lát UI này nó sẽ sử dụng cái lát controller. Lát controller này cung cấp những cái gì? Trên UI này chúng ta thấy là chúng ta cần phải xem list hết cái cuốn sách ha, list hết cái cuốn sách ở đây, cần lấy hết tất cả các cuốn sách lên. Và chúng ta sẽ có một cái hàm để mà xử lý để search những cuốn sách này. Thêm sách gì đó, chúng ta sẽ thêm đây. Là get all of book nè. Get all book đây là lấy hết tất cả những cuốn sách lên. Rồi search cuốn sách ha. Chỉ riêng là cái hàm search này nó sẽ có những cái parameter truyền vào nữa ha. Rồi lấy book content, có nghĩa là lấy detail của book. Rồi lấy danh sách tác giả, lấy danh sách publisher để làm gì? Để chúng ta fill vào nhiều vào cái chỗ này nè. Đây, author đây nè. Hoặc là publisher ngay chỗ này để mà sử dụng cho cái phần phần mà thêm cuốn sách ha. Có nghĩa là chúng ta không có gõ text mà chúng ta sẽ chọn ha. Như các bạn thấy cái này nè, là nó sẽ không có rõ lắm, có nghĩa là cái author này chúng ta không biết là cái text gõ dấu text vô dấu phẩy để điều publisher hay sao. Thì lúc đó cái UI á sẽ cần mô tả thêm cái này là textbox nè, cái này là textbox nè, cái này là button nè, cái này là một cái drop down list chẳng hạn, là chọn nhiều hay chọn ít. Đó, chúng ta phải mô tả rất là rõ trên UI của chúng ta. Đó. Và tương tự thì chúng ta sẽ có một cái book DB để chúng ta lấy vào. Đó, như các bạn thấy là chúng ta sẽ rất là rõ ha. Cái lab mà UI của chúng ta nó cũng phải thể hiện ha, thỏa mãn được cái UI này ha. Và như chúng ta thấy á, là mình có rất là nhiều cái use case ha. Mình có 1 2 3 4 cái use case, nhưng mà mình chỉ có một cái hai cái UI ha, một cái UI ở bên này và một cái UI đi theo thôi. Có nghĩa là mình có 4 cái use case nhưng mà mình chỉ có hai cái UI thôi. Nó thể hiện được 4 cái use case đó. Có nghĩa là không nhất thiết là một use case là phải là một UI ha. Và tương tự như vậy, mình sẽ có một cái book form này. Book form này mình chỉ có một cái form thôi, một cái lab form này thôi, nhưng mà nó thể hiện được cả hai cái này. Và mình sẽ có một cái lab controller để mà xử lý hết cho những cái lab phụ này. Ngoài ra mình sẽ có những cái entity cần thiết đây. Và mình sẽ vẽ một cái sequence diagram cho cái main use case như thế này. Thì cái này là vẽ sơ lược thôi ha. Cái người là người thư viện á, book manager đây. Người ta sẽ gọi cái hàm on open của book management form ha, là cái hàm này nè on open ha. Đó là nó thỏa mãn cái chức năng này nè. Book manager chọn một cái book này ha, và system sẽ open cái manage book window lên. Đó, nó là do cái hàm on open này nè.
honorable này nó xử lý nha. Đây honorable, và sau đó nó sẽ cái book management form này nè, nó sẽ gọi tiếp cái thằng controller ha, gọi là book management controller, có nghĩa là mình chỉ rõ luôn là cái tên object nào luôn, mình đang vẽ lên mức rất là chi tiết ha, mình sẽ biết là tên cái object cụ thể nào luôn, và cái get on book này nó sẽ thuộc về cái book management controller này ha. Rồi gọi tiếp get list book ở đây, dĩ nhiên nó sẽ có một cái reward message trả về ha. Mình phải vẽ chi tiết là cái này trả về là ví dụ không có sách thì hiển thị cái gì lên chỗ này, như chỗ cái list này nè, có nghĩa là không có quyển sách nào cả, rồi nếu mà có sách thì hiển thị lên. Đây là một cái luồng đơn giản ha, các bạn hình dung ha. Rồi tương tự như vậy là một cái luồng nữa là khi người dùng click vào cái phần search ha, để tìm sách, thì lúc đó là cái nó sẽ có cái parameter ở đây nữa nè, để truyền vô nữa ha, lấy list filter book ha, trả về như thế nào, rồi xem chi tiết ha. Có nghĩa là cái main UK của chúng ta đó là cái phần này nè, cái chức năng này nè đây, và mình sẽ có một cái alternative load đây nữa ha, cái alternative flow ha. Và cái này đơn giản thì mình coi nó là search book thôi, search book F3 ha, nghĩa là sau khi mà hệ thống display cái list book rồi sẽ thực hiện cái gì đó, chúng ta mô tả đây đó, thì đó do các bạn thôi. Còn nếu mà các bạn làm phức tạp lên á, cái này nè là cái manage book information của chúng ta là không có filter này, chúng ta sẽ có một cái nút là advanced hay là cái gì đó, đó tùy theo. Hoặc là cái filter này của chúng ta rất là xịn, có nghĩa là cái người dùng không cần phải gõ là book name, book thay gì đó, chúng ta chỉ có một cái box search thôi, tự động gõ vô là tự động cái hệ thống search của chúng ta suy nghĩ là search theo tên không có, search tiếp theo thay không có, search tiếp theo tác giả, có nghĩa là chúng ta chỉ kiếm một box search thôi, một cái text box để search thôi. Và trong cái function search của chúng ta thì nó sẽ rất là phức tạp, nó xử lý ở search theo tên, rồi gắn với cái search theo thai, rồi gắn tiếp cái search theo tác giả, rồi chúng ta mở lại một cái danh sách chúng ta trả ra đấy, thì do chúng ta quyết định thôi, do chúng ta thiết kế thôi. Đó là về cái phần SQL diagram ha, ở cái mức rất là detail level cho một cái use case cụ thể. Ở đây là cái main use case của chúng ta là cái phần manage book information nè. Tương tự như vậy, sau khi chúng ta thiết kế xong cái lát rồi, chúng ta vẽ ra thì rất là khó để mà hình dung ha, thì chúng ta cần phải mô tả nha. Thí dụ như là honorable là làm gì ha, honorable mà nó sẽ xảy ra khi mà cái form được open ha, và cái thuật toán nó sẽ là gì, nó sẽ gọi cái book management controller nè, gọi get honorable book ha, để return result ha. Rồi sau đó nó làm cái gì, sau đó nó sẽ binding ha, cái hàm này là cái hàm binding nè, nó trả về cái result sách như sách này đây, và nó sẽ binding vào cái data sụt là cái list book này nè, list book nó chính là cái list này nè, và nó bay vào đây đó, chúng ta sẽ mô tả ra, thì lúc đó cái người lập trình á, người ta đọc những cái thiết kế của chúng ta, người ta thấy vậy. Rồi sau đó là filter list button chẳng hạn, khi người dùng click vào cái nút filter ha, rồi đó lấy nè cái hàm search của chúng ta nè, nó sẽ rất là detail ha. Ở đây thì chúng ta chưa có cái gì nè, chưa có ruộng này, thì cái hàm search của chúng ta thấy không, là chỉ là book name nè, book type nè, book author nè đó. Còn nếu mà như mình nói, các bạn có thể làm một cái luồng search khác, có nghĩa là chỉ có một cái text box thôi, và search và là keyword rõ gì đó, thì chúng ta sẽ xử lý là search theo tên, search theo thai gì đó, chúng ta mệt lại, người dùng không cần phải gõ là cái ông này là tên tác giả gì đó đó, và chúng ta trả về, chúng ta sẽ mô tả một loạt cái này gì đây để làm rõ những cái method của chúng ta, thế mà đó là chỉ là một cái phần module nhỏ thôi. Chúng ta thấy rất là chi tiết nha, và chúng ta có thể cần phải mô tả là cái này là text box nè, cái này là text box nè, cái này là drop down list nè, cái này là list view nè, list view ở trong cái phần kia. Còn ở trên lập trình mới trên web thì có thể là một cái table hay là gì đó, tùy theo các bạn sử dụng cái ngôn ngữ nào đấy. Ok, mà thì cái phần này đã ổn không? Các bạn nào có câu hỏi gì không? Cái phần này nè, phần nội dung lý thuyết này nè, thì bài tập nhỏ thôi, chúng ta làm.
Rồi không có bạn nào câu hỏi thì mình sẽ là sửa luôn ha. Sửa luôn. Đây ha, thì đây thì lát chính quy cái này là nhóm 10 đây. Ha. Thì các bạn có thể cái lỗi là post chỉ son nón ha, để gom các nhánh rẽ này thì mình sẽ không không dùng cái này ha. Thì cái này nè, các bạn phải khi mà có một những cái hành động á mà nó diễn ra song song hoặc là trong cùng một khoảng thời gian á ha. Ha. Thì chúng ta sẽ làm cái này, chúng ta chứ không dùng cái này để chúng ta riêng, và chúng ta cần phải ghi rõ ra một chút ha, những yêu cầu gì ha, những yêu cầu gì, những yêu cầu gì ha. Có nghĩa là chúng ta vẽ một cái quy trình rất là cụ thể và có cái phần này giống như hồi nãy là mình có sơ các bạn về cái cột project này đó, xem menu nè, rồi chọn món nè, đặt món này ha, rồi trả tiền nè ha, nhận món nè, rồi gì đó rất là rõ ràng ha. Chúng ta cần phải vẽ rõ ra nè, và chúng ta sẽ không cần cái này, trừ khi là hai hành động này nè, kiểm tra lịch làm việc nè và gửi yêu cầu hỗ trợ, nó diễn ra trong cùng một thời điểm ha. Có thể cái hành động kiểm tra trước rồi gửi yêu cầu sau cũng được, hoặc là gửi yêu cầu trước rồi kiểm tra sau cũng được, nhưng mà ý là trong một cái khoảng thời gian ít nào đó thì hai hành động này nè, hai cái action này nó diễn ra đồng thời đó, thì chúng ta mới dùng cái post và join not ha. Chúng ta không dùng những cái này ở đây, chúng ta cứ rẽ bình thường thôi, rẽ như cái này nè, đây đó, chọn đây xong rẽ ra nè, như này là mình rẽ hai đường không, play an order nè, confirm order nè ha, rồi record order lưu lại nè đó, reset process gì đó, chúng ta có thể rẽ bình thường thôi, từ một cái action này chúng ta có thể làm hai ba nhánh đi ra ha. Không nhất thiết là chúng ta phải dùng cái join not, các bạn đang đi hiểu nhầm cái join not là để rẽ thì không đúng ha. Và có thể lược bớt đi cái phần xác thực tài khoản đi, không cần ha. Chúng ta tập trung vào cái nội dung chính thôi ha. Một số quy trình thì không có cần thiết lắm, ví dụ như quy trình này thì tới công ty này, chính phủ thì mình không rõ là như thế nào. Các bạn tập trung vào quy trình đầu tiên, chúng ta rẽ một cái quy trình, một flow rất là rộng ha, cover tất cả là officer sẽ làm những cái main action nào ha. Rồi collector với senator làm những cái main action nào, đi một cái rule flow á, để cái người mà khách hàng á, khách hàng mà sử dụng phần mềm á, chúng ta đọc như cái này nè, các bạn thấy không, các bạn đọc cái này là các bạn hiểu quy trình để mà xử lý đặt món rồi ha. Ông khách hàng sẽ làm những cái hành động nào, ông collect nè, ông nhân viên này sẽ làm những hành động nào, hệ thống chúng ta sẽ làm những hành động nào, và nhà bếp sẽ làm những hành động nào, là những cái hành động chính á, hành động chính của trong này. Mà có thể là ví dụ đặt bàn thì như thế nào thì dễ thêm ra nha. Đấy, đó là cái cách mà chúng ta vẽ nha. Tương tự như vậy thì cái này nè là cũng bị cái lỗi là a main thoát ít này nè, thì cái main thoát nè nó phải thuộc chữ b chứ không phải là thuộc a ha. Và nhóm vẽ ở mức quá là cao thì trong cái đề bài á, trong cái gai của chúng ta là chúng ta đang vẽ ở mức rất là chi tiết ha, thì chúng ta cần phải nêu rõ ra, ví dụ Google Maps có thể chỉ định ra là cái nào, ví dụ application của chúng ta là đang ở cái form nào, cái UI nào, cơ sở dữ liệu là thậm chí là cái lát cơ sở dữ liệu ha, cái lát cơ sở dữ liệu của chúng ta là cái lát nào để xử lý cơ sở dữ liệu của chúng ta ha. Mà yêu cầu data là chúng ta cần phải vẽ là yêu cầu data gì, như các bạn nhìn thấy ở đây nè, các bạn nhìn thấy ở đây nè ha, chúng ta rất rõ là cái book db này là cái lát để xử lý về data này, nè, get list of book sẽ trả ra cái gì ha. Nó rất là cụ thể, chúng ta phải suy nghĩ cụ thể đến lúc này, tại vì chúng ta đang vẽ tới cái lát diagram rồi ha. Ha. Tương tự như vậy, cái này thì lát diagram này quá đơn giản ha, có mấy cái lát này chúng ta còn phải vẽ thêm ra, và cần thiết thì phải mô tả thêm cái on assignment này là on assign này, on assign vehicle làm cái gì ha. Cần mô tả chi tiết ra chứ đọc gì không hiểu. Nhóm 10 này thì UI cũng quá đơn giản và không rõ nữa. Mình không biết là các bạn phải bỏ data vào, có nghĩa các bạn phải thêm data thiệt vào đây, có nghĩa là cái gì đây nè, tên thiết bị rồi gì gì đây nè, các bạn phải thêm data vào cái dưới UI này, chúng ta phải thêm data vào, và cái data nó cũng thực tế để người dùng có thể hình dung hiểu ha. Và các cần phải mô tả ra, mô tả cái này là listbox, cái này là gì gì đó, mà cái UI này làm cái gì, và cái này nè nó không match với lại cái use case mà chúng ta đã mô tả ở trên luôn.
tương tự như nhóm này cũng vậy nè. Đây cái nhóm này là nhóm nhóm nào không biết nữa ta, là các bạn làm cái phần quản lý account này, nó cũng na ná như mình này, có nghĩa là các bạn đã cũng có tham khảo cái slide này, cái bài tập này ở trước này, nhưng mà các bạn làm chưa biết, các bạn tham khảo nhưng mà các bạn không hiểu á, có nghĩa là manage account này ha, là các bạn view account information đây, có nghĩa là các bạn coi cái này giống như là một cái nó gọi là cái cắt UK á, cắt UK và giống như là chỉ lên cái giao diện gì gì đó ha. Rồi các bạn coi những cái này nè, hệ thống hiển thị giao diện, có nghĩa là khi mà click vào cái menu này nè, cái menu mà manage account nè, hệ thống display một cái giao diện, một cái giao diện đó là sẽ có một cái nút là xem information gì gì đó rồi bắt đầu ra đó, thành ra nó cũng không có đúng lắm này không. Alternative low cái này nè, những cái này nè không phải là alternative low ha, cái này là những cái phần extension như của mình nói hồi nãy nè, ở đây đây nó sẽ là những cái extension boy để nó nhảy qua những cái use case khác nè, có thể là extension boy ở ở bước 5 hoặc là ở bước nào tùy theo ha. Cái này đang là add test 5 này, nghĩa là khi mà người dùng tới cái bước thứ 5 rồi á thì mới có cái extension boy là nhảy ra những cái này nè, do chúng ta quyết định ha. Lúc đó trên cái UI của chúng ta ngay chỗ này nè, UI này thì nó sẽ nhảy qua cái phần modify, có nghĩa là mình chỉ có hai cái UI, nhưng mà thực chất là nếu mà vẽ cái mockup ra, vẽ cái sprint flow á thì nó sẽ là cái UI này chính, rồi tiếp tới cái UI này là khi mà người dùng change cái action gì đó thì bắt đầu nó mới chuyển vào cái UI này, cái nút này nè, cái nút save này nè, nó sẽ chuyển thành cái nút modify, nút remove, nút add gì đó đó. Thì chúng ta vẽ cái phần sprint flow ra thì chúng ta sẽ thấy được rõ hơn cái phần này nè, chứ không phải là những cái này nè, những cái này không phải là những cái alternative low ha, nó là những cái extension boy ha. Tương tự như vậy ha, cái này là bị sai, nghĩa là hình như các bạn không sửa cái phần use case ra RAM hay sao á, mình thấy nó vẫn đi như cũ á, mình nói quá trời mà các bạn không sửa cái này nè, những cái này ha, mình bị ngược hướng nè, thừa kế là phải thừa kế tới cái worker này chứ ha. Và relate nó bị sai relation ha, rồi sai chính tả là delete hay là gì nè, rồi và cái tên UK này nè chúng ta cũng không cần quá chi tiết, có nghĩa là cái người worker này sẽ receive notification ha, là nhận thông báo được rồi, thì thông báo này có thể là nhiều loại ha, ví dụ off MVC thôi, chứ cần không phải là receive notification off full mask, có nghĩa là chỉ khi mà full mask thì mới nhận được cái này, thì cũng không cần thiết lắm. Cái nghĩa tên UK chúng ta cần ghi 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 thôi, receive notification of MVC ha, MCP ha. Và trong cái phần mà direction á thì chúng ta phải mô tả là sẽ full log như thế nào thì nó gửi nha, cho nó rõ ra. Tương tự như cái nhóm này cũng vậy nè, cái này nhóm này đang muốn vẽ một cái quy trình, một cái main flow á, một cái main activity á, một cái workflow đó, theo mình biết á là nhóm đang muốn vẽ cái này. Thì nhóm có thể tham khảo lại cái nhóm công nghệ phần mềm gì đây nè, nhóm có thể tham khảo lại cái này để chúng ta vẽ ha. Và chúng ta chỉ vẽ những cái hoạt động chính thôi, những cái action chính của back office là gì ha, của system là gì ha, của MCP ha, MCP chứ không phải là MBU ha. Rồi rồi collector là những hoạt động gì ha, đó để người dùng đọc vào cái quy trình tổng tổng quát này nè, người ta hiểu được ông cái sensor là làm những cái này nè, cái người collector là cần làm những cái này nè, collector là làm những cái này nè, đó đó là một cái workflow chung, chúng ta có thể chi tiết ông collector là cần phải làm cái gì, lấy xe gì đó trong cái hoạt động của chúng ta, đó là cái phần activity để làm, hoặc là chúng ta cái phần này nè, cái phần mà cái main flow với cái alternative flow của chúng ta nè, nó quá phức tạp đi, nó nhiều cái alternative flow quá, thì chúng ta có thể dùng một cái activity diagram để chúng ta vẽ như là một cái flow chart nè, lúc đó chúng ta sẽ vẽ một cái activity diagram như là một cái flow chart để cho cái use case là manage book information này. Đấy, chúng ta hiểu ha, nó là một cái công cụ thôi, chúng ta có thể vẽ nhưng mà vẽ ở mức nào thì chúng ta tùy chúng ta lựa chọn ha, chúng ta phải xác định rõ cái mục tiêu vẽ của chúng ta nè, thì nó mới tốt được.
À, tương tự như vậy ha, có nghĩa là ở đây nè, nếu mà chúng ta đã vẽ ở cái mức tiếp theo à, mức này nè, nhóm này là nhóm công nghệ phần mềm này, các bạn đang vẽ à, vẽ ở mức tiếp theo à. Thì cần ăn vẽ mức chi tiết rồi, chúng ta cần phải liệt kê là entity cụ thể nào chứ không view là cái gì, controller là cái gì, module là gì. Các bạn nhìn thấy mình vẽ đây nè, mình chỉ rất là rõ là cái object này nè, nó là hook management form ha, là cái controller nào là nó ứng với cái class này luôn nè, ứng với class này luôn nè, ứng với class này luôn đó. Chúng ta phải vẽ chi tiết như vậy, nếu mà chúng ta vẽ mức chi tiết ha, trong một cái use case luôn, hoặc là nhiều use case ha. Và những cái hàm này nè, send request, rồi cái này phải liệt kê cụ thể là send request là của cái nào, send request này cũng không đúng nữa, send request là đang là view send request tới, cái này là sai rồi, có nghĩa là cái send request này nè là cái method này nè nó phải thuộc cái lớp controller mới đúng, có nghĩa là cái view này call cái method của controller mới đúng chứ không phải là send request ha. À, như bài này là vẽ rất là nhiều nhưng mà sẽ rất ít điểm ha, là không có rõ gì hết, ngoài là cái này cứ send request gì đó, thành ra là không có ổn ha. Tương tự như cái phần này là về lát diagram, nhóm cũng có công nghệ phần mềm luôn. À, thì các bạn không 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 hiểu cái phần phần này, cái quan hệ này, cái quan hệ composition này, quan hệ composition là sao, có nghĩa là mình ví dụ này, đây là một cái folder này, một cái folder à, trong cái folder đó nó sẽ có những cái file nào, và có nghĩa là khi mình xóa cái folder này, xóa cái lát folder này thì cái lát file này nó cũng sẽ bị hủy theo à. Và như vậy này làm là tại vì cái tab này là có tab management database MVC, mà có nghĩa là cái này nó bị cái lỗi là cứ mỗi cái lát object này các bạn lại có một cái lát database hả, và khi mà hủy cái lát entity này thì cái lát database cũng hủy theo, cái này nó không đúng. Database nó sẽ dùng cái thì sai button là single cái tên đó là chỉ một thôi à, chúng ta vẫn đọc lại ha. Nhưng mà bạn này cũng có một cái phần UI đây nè, cũng khá là ổn đây, nhưng mà cần chi tiết thêm ha. Này UI này thiết kế cũng khá là ổn ha, nhưng mà cái này với cái này nè nó không có dính dáng gì với nhau hết. Nè nè các bạn ở trên này nè, task management là display low nè, show assigned task là ở đây nè, mình không thấy chỗ nào mà show assigned task ở đâu hết và nhóm này nó cũng chỉ vẽ một cái UI này thôi nè, mà ra các bạn phải vẽ những cái UI con của phần mềm nữa là chúng ta làm phân công nhiệm vụ gì gì đó chúng ta phải vẽ hết vào đây. Và nãy như mình nói là nếu mà các bạn vẽ cái activity diagram này thì chúng ta có thể vẽ là quy trình phân công nhiệm vụ cho cái người bắt officer đối với collector là như thế nào ha. Quy trình detail á, detail là sẽ chọn tuyến đường, chọn gì đó, chúng ta vẽ riêng một cái quy trình ra, và sau đó chúng ta vẽ riêng một cái quy trình cho janitor, có nghĩa là phân công sau rồi janitor làm gì, bắt officer phân công cho collector sẽ làm gì, chúng ta sẽ có hai quy trình nhỏ để kia, mà cũng có quy trình tổng quát bự là bự thì nó chỉ là một cái hành động phân công thôi, rồi phân công cụ thể cho collector là như thế nào, phân công cụ thể cho janitor là như thế nào, chúng ta vẽ ra nó sẽ chi tiết hơn nha. Đây là một bài cái khá là tốt ha, khá là tốt ở mức mức mà các bạn vẽ, nói chung là làm vẽ có tâm á, thì các bạn hiểu là cái có đầy đủ các class về UI, lát về controller, lát về entity ha, và các bạn có màu này, mình thấy rất là khá đây, màu này cái phần cái này là UI nè, user interface này là view nè, rồi những cái controller là bạn tô màu màu đỏ nè, những cái lát về 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 DB ấy, là bạn tô màu xanh lá cây nè, và những cái lát về về entity ấy, thì bạn tô màu xanh dương ở đây nè, và bạn cũng có mô tả đây, nè. Bạn có mô tả đây rất là tốt ha. Mô tả ở đây à, tốt. Tuy nhiên á thì mình có coi á là cái phần
tab view nè, cái lát mà tab view của bạn nè, đây nè, đây là cái giao diện mà tab view nè, cái giao diện tab view đây. Thì cái UI bạn thiết kế như thế này mà cái lát tab view như thế này thì nó không có phục vụ được, có nghĩa là cái tab view này nè nó không phục vụ được cái UI quản lý công việc này. Hai cái này nó không có dính dáng với nhau hết. Và cái use case của nhóm này nè là cái use case mà tab assign này nè, nó cũng không có liên quan, có nghĩa là cái này là một cái gì đó độc lập, cái này là một cái gì đó độc lập, và cái này cũng là một cái gì đó độc lập, nên ba cái độc lập với nhau, không có cái gì hết đó. Và cái use case scenario này cũng bị sai, có nghĩa là các bạn phải làm như mình này lại làm đó, chứ không phải là cái này là chọn hệ collector gì đó, cần phải tách nhỏ ra ha, phân cho collector như thế nào, phân cho collector như thế nào, là phần phải có những cái kịch bản riêng chứ không có gom lại. À, như thế này mình có nói lại ha, ba cái này nè nó không có linh gì với nhau hết đó. Đó, nãy các bạn thấy ví dụ mình không, là cái UI này nè với lại cái này là cái lát diagram nè, nó cũng thể hiện được cái phần này, cái kịch bản này nè, nó cũng thể hiện được cái UI này luôn, thì nó mới ổn được. Nha, tương tự như nhóm này cũng vậy nè, các bạn vẽ những cái mối quan hệ này các bạn như nè, ví dụ như là tab này tự nhiên cái này là mối quan hệ ở đây, các bạn vẽ lộn xộn hết đó. Tự nhiên cái này là edit tab đúng không, edit tab mà nếu mà hủy cái edit tab này người hủy luôn cái tab này hả, thì đâu có đúng nè. Mối quan hệ composition là phải như vậy, đây mối quan hệ composition này, còn hủy cái folder là cái file hủy theo nè. Các bạn không hiểu được cái relation giữa cái lát với nhau nè. Bạn vẽ và cái này nó cũng không có match với giao diện luôn nè. Ví dụ là cái nhóm mà vs tab 2 này, tab 02 này, là cái giao diện như thế này, với lại cái này không có dính dáng gì. Một số cái thông tin ví dụ là số lượng thùng rác, số lượng thùng chứa rác còn lại thì các bạn lấy ở đâu, lấy như thế nào, lượng rác trung bình như thế nào. Ở đây thì không thấy những cái hàm nào mà để mà lấy những thông tin đó cả, hình dung không, mình không thấy những thông nào nó lấy thông tin đó cả. Số lượng thùng chứa rác còn lại, số lượng rác trung bình, tốc độ dọn rác trung bình, khu vực, nhân viên, thời gian, ngày gì đó, mình đâu thấy, không thấy cái nào để mà xử lý hết. Cái phong tám nó chỉ đơn giản thôi, name gì đó, rồi time gì đó, rất ít, không để nào mà xử lý được những cái giao diện này ha. Rồi cái tab này, có tab đây nè, vehicle list này, nhưng mà nó cũng không đủ để mà thỏa mãn cái giao diện này, hình dung ha. Và cái kịch bản UK của nhóm này mô tả nó cũng không dính tới cái giao diện này nữa, nó trước quốc thì cho một cái khác nha. Đó là một số cái lỗi thì của các bạn lắp chất lượng cao thì cũng như vậy ha, cũng la lá vậy, có nghĩa là các bạn bị lỗi machine lab này, có nghĩa là một cái lab này vừa là MPT lab mà vừa là controller lab, thì chúng ta phải cần tách biệt ra ha, tách ra như thế nào. Và đa số là các bạn bị cái lỗi là cái kịch bản các bạn mô tả một đằng ha, UI một nẻo, rồi cái lát diagram một nơi, nói chung là ba cái nó không dính dáng với nhau hết đó. Thì hy vọng là sau buổi này nè, các bạn có thể xem lại cái video này ha, những cái này nè, các bạn hình dung chúng ta thấy là tự động cuối luôn, từ cái phần gọi là user story á, rồi tới use case và actor nó cũng chính với nhau, và cái use case diagram nó cũng thỏa mãn được cái phần này, và những kịch bản này nè thì nó sẽ thỏa mãn được cái giao diện này, và những cái lát diagram chúng ta thiết kế nó cũng sẽ xử lý được cho cái UI này, và chúng ta sẽ có những cái sequence diagram nào để chúng ta làm rõ được những cái phần main UK của chúng ta đó. Thì chúng ta cần chia ra trong cái tab assignment module đó, chúng ta sẽ có những cái use case nào chính chúng ta vẽ ra. Đấy, như thế. Ok không ạ? Rồi sau các bạn có gì không này? Còn nếu mà không có gì thì chúng ta có thể kết thúc ở đây. Còn thắc mắc gì không ạ? Hay là thấy sai nhiều quá rồi? Các bạn nào có câu hỏi thì cứ hỏi ha.
Dạ, thầy ơi, em có một câu hỏi à. Em chưa rõ là thế nào để thống nhất các method UI à. Thống Làm nhất các thế nào để method với UI à? Là Dạ sao vâng. chưa hiểu lắm. Dạ, giống hồi nãy. Hồi nãy thì do các bạn thiết kế thôi, ví dụ như là mình có một cái UI đây ha, thì đầu tiên các bạn sẽ phải có những cái lát diagram nào, những cái lát diagram. Ví dụ như mình có một cái UI này đúng không, là mình sẽ có một cái lát diagram là book management form ha. Rồi tùy theo cái UI chúng ta thiết kế như thế nào á, là chúng ta sẽ có những cái này nó cũng một bị thiếu nè, nó sẽ cần là ví dụ như là có những cái text box nào, rồi có những cái view nào ha. Ở đây thì mình chỉ tập trung vào những cái method thôi. Cái anti build thì đang lược bớt qua, và những cái anti build đó thì chỉ để cho những cái empty thôi, những cái empty last thôi. Cái này do các bạn thiết kế thôi, chứ làm sao để thống nhất được là việc của các bạn á. Dạ, dạ em cảm ơn thầy. Chứ còn và nó sẽ do cái kịch bản này chúng ta nè, chúng ta hình dung là đầu tiên chúng ta suy nghĩ kịch bản dày thì cái giao diện của chúng ta dày. Vậy mình nói nếu mà các bạn làm cái sệt nó khác đi thì nó sẽ là khác đi thôi. Và nhiều khi mình nói là cái chỗ này nè, là cái giao diện này nó cũng chưa thỏa mãn được cái chức năng này, hai cái phần yêu cầu này là import cái phần Excel này với lại xóa này, thì lúc đó cái giao diện của chúng ta chỗ này nè thì nó phải có thêm những cái checkbox ở đây ha, checkbox ở đây mà trên cái UI này thì nó sẽ có một cái nút nút ở đâu đó đây là delete all hay là remove all đó. Và remove all nó sẽ có nhiều kịch bản lắm, có nghĩa là check 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 này rồi ấn nút remove, rồi không check vào ấn nút remove thì có gì không, tương tự như filter như vậy, không nhập gì hết filter thì nó có báo gì không đó, thì nó là sẽ là cái phần anti flow nè đó. Nó rất là khủng khiếp nha, chứ không phải là đơn giản vậy. Chúng ta sẽ mô tả rất là nhiều, bạn thấy nó đơn giản không, xíu thôi, nhưng mà cái phần kịch bản của mình là làm rất là dữ dội. Tương tự như vậy, sửa quyển sách vậy thì cái này chỉ là cái memflow thôi ha, có nghĩa là người dùng sửa quyển sách xong người dùng xóa hết những cái thông tin này, xóa hết cái name cái gì á thì có báo lỗi không. Ví dụ chúng ta làm cái name với cái type đi, là hai cái đó là bắt buộc phải có ha. Những người dùng xóa cái name cái type này cho người ta đánh sale thì hệ thống phải phải show một cái gì đó lên để báo lỗi. Còn cái này là một cái kịch bản đơn giản. Hiển nhiên là thực tế thì tùy, có nghĩa là trong quá trình triển khai á, thứ nhất là do về kinh phí, thứ hai là do về thời gian á, thì cái này nè có thể ngắn hoặc là có thể rất đơn giản hoặc là rất là chi tiết. Nếu mà có đủ kinh phí, đủ nhân lực và đủ thời gian á, thì cái hệ thống mà người ta thiết kế sẽ rất là chi tiết ha, có main flow, có alternative flow, có recondition, có post condition. Còn một số dự án mà gấp á thì nó sẽ đơn giản như nè, nó là cái này nè, nó là cái này, nó chỉ đơn giản như thế này thôi, đây nó chỉ đơn giản như thế này thôi nè, đó người dùng chỉ mô tả được cho bạn như thế này thôi, và khi đó sẽ rất là khó để mà làm cái pha gọi là cái pha kiểm thử phần mềm, tại vì cái yêu cầu nó không rõ thì thành ra là cái việc kiểm thử nó cũng sẽ là khó, rất là khó. Và thậm chí cái UI này các bạn thiết kế là cũng phải ghi rõ là ví dụ như ấn cái này nè, thứ tự các tab chẳng hạn, ví dụ như chúng ta đầu tiên chúng ta ấn vào cái nút bút name ha, rồi chúng ta ấn tab thì nó chuyển đi đâu ha. Nếu mà chúng ta đang làm cái thao tác search đi, à quên, mình tắt mất tiêu rồi, để mình xem lại cái giao diện sao đây, nãy giờ đang nói giao diện mà. Đây ha, thì cái phần UI nè, nếu mà các bạn mô tả mà càng càng tốt á, ví dụ cho cái phần sợ thôi, đơn giản cho cái phần sợ thôi, là hệ thống mà tab á, chúng ta ấn tab nè, giả sử chúng ta đang ấn book name này chẳng hạn, hay chúng ta focus vào cái field book name, chúng ta ấn tab, ấn một cái tab nó nhảy xuống book type, ấn một cái tab nữa nó nhảy xuống author đúng không, và ấn một cái tab nữa thì nó nhảy xuống đây, hay là nhảy xuống đây thì nó phải nhảy vào cái phần filter, có nghĩa là chúng ta đầu tiên chúng ta ấn ở đây là vào bút nêm ha, rồi ấn tab tab, rồi ấn tab là nó nhảy xuống filter, người dùng ấn enter thì mình sẽ search được đó. Tùy chúng ta là cái UI chúng ta thiết kế càng chi tiết bao nhiêu á
thì cái việc lập trình nó càng càng dễ bấy nhiêu, mà nó sẽ không phải hỏi lại. Như cái này nè, như cái này chẳng hạn thì các bạn sẽ thắc mắc, khi mà mình gửi cái giao diện đi nè cho các bạn lập trình đó, các bạn thấy ủa cái author này nè, các bạn sẽ hỏi lại ủa cái author này sẽ là cái doctolib hay là cái textbox, rồi gõ nhiều author như thế nào, đúng không? Tương tự với publisher chẳng hạn, publisher này là chọn ha, chọn một publisher phải không, hay là gõ textbox vào, chọn từ doctolib là chọn một phải không, chọn một cái publisher từ cái doctolib nè, mình có để nè drop down lipbook này không, drop down lipbook này chỉ đây, chỉ vào author, chỉ vào lipbook. Nhưng mà author này cái drop down lipbook này cho chắc phép chọn một hay chọn nhiều, ví dụ vậy. Publisher này chọn một hay chọn nhiều, dĩ nhiên là nhà xuất bản thì chỉ có một đúng không, lỡ quyển sách đó có nhiều nhà xuất bản thì sao, hoặc là lỡ quyển sách đó có nhiều tác giả thì sao, ví dụ vậy. Hoặc là ôi chỉ cho chọn một publisher thôi đó, chúng ta phải mô tả cái UI rất là rõ đây. Đấy. Cái kịch bản này nó cũng sẽ map như là cái này, và nó là khá là phức tạp. Nếu mà các bạn làm chi tiết á, chúng ta làm sâu xuống á, có nghĩa là thay vì chúng ta làm rộng ra chúng ta có thể làm đơn giản là manglo như này, nhưng mà nhóm các bạn 7 người lận, mà các bạn 7 người lận, một cái bạn có thể làm một cái phần này thôi nè, chúng ta thay mô tả rất là chi tiết. Và chúng ta thấy là chúng ta sẽ có, nếu mà mình làm luôn cả cái này nè, thì chúng ta sẽ có khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6 sáu cái UK ha, sáu cái UK cover cho cả cái chức năng import và chức năng delete multiple này luôn. Chúng ta sẽ có sáu UK, nhưng mà cái UI của mình, maybe UI của mình cũng có thể là một cái UI chính thôi, một cái UI đây, mà cái này là một cái pop-up ha, hoặc là một cái model thôi, một loại form hay gì đó, tùy theo các bạn thôi, tùy theo các bạn thiết kế thôi. Còn không có là thôi cái này tôi muốn làm nhiều cái UI, một cái UI list trước, một cái UI search trước, một cái UI xem riêng đó, tùy các bạn thì chúng ta sẽ có nhiều UI. Và tương tự như vậy, những cái lát thì chúng ta nè cũng phải handle được cái UI này. Chứ các bạn thiết kế UI như thế này, các bạn gửi cái những cái lát này cho cái người lập trình viên á, nhân viên nó ủa cái này giờ sao code sao code được cái UI này, ví dụ như thế này nè, gửi cái lát này, có cái lát tab view này với cái này không dính dáng với nhau, sao code không có nút show aside tab, show aside tab là nhìn máy không thấy cái chỗ mà show aside tab chỗ nào hết, show delete tab nhìn máy cũng không thấy cái chỗ show delete tab đâu hết. Đấy thì người ta sẽ hỏi lại, và cái UI của chúng ta nó trật ha, UI này với cái kịch bản này nó không dính với nhau hết. Rồi cái lát này nè, lát này ra cho cái tab view này của chúng ta nó cũng không dính cái UI luôn, thì làm sao mà lập trình được nha. Ok không? Rồi có bạn nào câu hỏi nữa không? Phúc nói đi Phúc. Dạ thầy review dùm bài nhóm em thử thầy, nhóm 7 thử thầy. Nhóm 7 là bài, em là bài luôn hả Phúc? Dạ em là. Em là gì Phúc nhỉ? Dạ Trần Vĩnh Phúc. À đây, ok. Trần Vĩnh Phúc. Tương tự cái này cũng vậy, các bạn phải tách riêng ha, log in log out sẽ là hai chức năng riêng ha. Và cái này cũng bị sai nè, nó là cái hình hình
hình tam giác mà không có tô á, có tô à, check in check out và hơi bị nhiều, có nghĩa là có thể là các bạn làm những cái primary UK thôi ha. Primary UK thôi, manage MVC nè, manage vehicle nè, manage worker information được rồi. Cái này có thể bỏ này, update MVC capacity thì cái này nè, cái này thì nó sẽ cần một cái actor về về gì đó để mà update cái này. Cái này không đúng rồi, có nghĩa là đang manage, có nghĩa là cái người back officer đang thực hiện cái chức năng là quản lý các cái MCP đúng không? Thì từ cái này nè, từ cái chức năng mà quản lý MCP này có thể update cái MCP capacity là sửa sửa cái MCP capacity hay là lấy thông tin rác từ 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 MCP về. Hình dung không? Nhưng mà nếu mà sửa thì nó sẽ làm một cái phần gọi là modify thôi, modify MCP thôi. Còn nếu mà lấy thông tin rác hay gì gì đó, số lượng rác hay gì đó thì nó cần một cái actor khác để boot dữ liệu về. Có nghĩa là giống như nó sẽ là giống như trường hợp này nè, nó giống như cái trường hợp đây, trường hợp này, đây trường hợp này này, bạn thấy không? Có nghĩa là cái người medical receptionist này nè sẽ thực hiện cái use case là transfer data về cái hệ thống patient record system. Cái này thì cái mô hình nó khác, cái mô hình nó khác với lại các bạn, có nghĩa là trong cái hệ thống mà bệnh viện á, là nó sẽ có nhiều cái linked, là nhiều cái phòng khám á, nó sẽ có một loạt cái linked này và họ có một cái patient record system chung là để chứa thông tin bệnh nhân á, và những cái phòng khám này nè họ sẽ share cái thông tin đó về cái database này, database bự trên này. Và thí dụ cái người giống như là bạn đi đi bệnh viện, đi bệnh viện Thống Nhất bạn khám, mà sau khi bạn khám xong xuôi rồi đúng không, thì cái người mà nhân viên mà của bệnh viện Thống Nhất á sẽ gửi dữ liệu của bạn lên trên cái hệ thống cơ sở dữ liệu chung này. Rồi sau đó bạn cảm thấy bệnh viện Thống Nhất không chữa được bệnh hay gì đó, hoặc là bệnh viện Thống Nhất cái này là không phải thuộc cái chuyên môn của bệnh viện Thống Nhất, chuyển bạn sang bệnh viện Chợ Rẫy ha, thì các bạn lại đi qua bệnh viện Chợ Rẫy. Rồi sau đó là thường thường mà bạn đi là bạn phải cầm hết tất cả những giấy tờ hồ sơ gì đó bạn gửi qua cho bệnh viện Chợ Rẫy đúng không? Và bệnh viện Chợ Rẫy là một đó là không tin cái này hay gì đó và bắt bạn xét nghiệm lại và bạn xem bằng tay, xem thủ công. Còn nếu mà chúng ta đang vận hành theo cái hệ thống này nè thì tất cả những cái dữ liệu mà của bạn được chuyển lên cơ sở dữ liệu chung này, và khi mà đi qua bệnh viện Chợ Rẫy thì cái người bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy sẽ lấy xuống và xem đó, đây là cái chức năng mà họ đang mong muốn tới đó. Thì cái phần này thì do nhóm thôi, tùy nhóm thôi. Cái này phần này thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái phần data chung như thế nào đó ta phải thiết kế lại. Và cái use case này, cái use case này nó sẽ không phải là của người back officer đâu, nó phải là một cái actor khác, một cái tác nhân khác ha. Này view collector lab này ha. Ok, về tab for collector ha. Nó bị cái này nè, ví dụ như là nhóm 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 có mô tả đủ hết những cái này không? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 cái actor. Dạ đủ rồi. Đúng không? Ok. Tại mình không có coi chi tiết được, nhưng mình nếu mà nhóm đã đi đúng cái hướng mình nói thì ok. Thì không không sao. Hệ thống hiển thị giao diện các vector, chọn tên thời gian, chọn tuyến đường. Ok. Thì ví dụ như cái relay tab hoặc collector nè, cái giao diện đâu, cái giao diện đâu. Mình coi cái Giao giao diện diện nè. nằm ở phần thiết kế viết mạng. Đây nhóm nào khá ổn nè, như nhóm này nè, có cái đánh dấu này, cái này là cái gì đó, là rất là tốt ha. Giao diện trang giao việc create tab for collector đúng không? Ok đúng không, cái này đúng không? Dạ đúng. Rồi ok, mình sẽ chụp cái này ra mình sao vậy, nó dễ mình so sánh á, coi nó dễ.
có cái tên em. Mình chỉ có một cái góp ý thôi. Ví dụ như cái này nè. Cái này nếu mà nó là ID tech ha, nó là tech á. Nó là tech này. Tech này là các bạn nên nên để nó thành bình thường thôi, chứ bạn đừng có để cái hình này. Cái hình này nó sẽ gây hiểu nhầm là một cái nút á. Hình dung không? Create tag info. À cái này các bạn là tạo tab cho từng collector đúng không? Dạ. Tạo tab cho từng collector hả? Cái quy trình là chọn collector, sau đó là chọn tạo tab đúng không? Là chọn gán cho collector hay là janitor, rồi nó sẽ hiện ra một cái danh sách collector, rồi mình sẽ tạo tab cho riêng từng thằng. Đó thì cái này nè, nên có một cái sprint flow để mà hình dung trước. Và nên để dữ liệu thiệt luôn ha Phúc, có nghĩa là các bạn để nè. Janitor name thì các bạn, cái này các bạn để là ví dụ Nguyễn Văn Nga, các bạn note ra là janitor name thôi, và cái này là một loạt đây và cái nút ha. Ví dụ ID là 1 đi. ID là 1, các bạn đừng nên để cái viền này để dễ hiểu nhầm ha. ID là 1, janitor là Nguyễn Văn Nga. Janitor name là Nguyễn Văn Nga. ID 2 là gì Phúc đó, gì đó là 3 là gì gì đó. Rồi create tab gì đó. View info. Ha, và như vậy đó, thì nó có bị dư không? Một đó là chúng ta này nè, cái này cứ đập đi lặp lại nó có đẹp hay không, hoặc là chúng ta hiển thị hết tất cả là janitor name rồi ngày tháng năm sinh gì đó, nó thông tin cụ thể của một janitor, trạng thái có rảnh hay không, rồi sau đó chúng ta double click vào, và chúng ta click vào chúng ta có một cái nút create tab như này nè, hoặc là view info đây, hoặc là đơn giản là view info mặc định là double click chẳng hạn, rồi sau đó click vào đây thì trong có thể ấn một nút create tab thì nó sẽ hay hơn nè. Double click thì nó ra cái này đúng không? Double click thì nó ra cái này đúng không? Đó. Rồi mình coi cái phần last diagram của nhóm đâu. Các bạn chỉ có một cái last diagram để handle cái này ha, cái last controller đâu. Cái last controller đâu ta? Đây. Nhìn này ít quá không đủ nè nè. Tại sao cái này nhìn cái này đâu có đủ đâu. Đúng không? Đâu có đủ, thiếu, phải thêm vô. Janitor task assignment là cái này đúng không? Là cái này đúng không? Dạ đúng. Đó. Nó đang thiếu. Đó, rất là nhiều ha. Các bạn phải liệt kê ra. Và các bạn gom lại. Các bạn gom lại, có thể là các bạn vẽ một cái UI nè. Ví dụ như gom lại ha. Chứ các bạn dễ dư á, tại vì cái phần yêu cầu là không có phần không cần làm mấy cái lúc bên này nè, là hơi dễ cũng được, có nghĩa là các bạn sẽ hình dung là đầu tiên á, là cái phần cái người collector phải có một cái giao diện chung như thế nào đó, là như thế này ha, okay. Rồi các bạn làm cái sprint flow đi, follow cái này, và cái sprint flow này nó cũng sẽ map đi cái phần activity ra ở trên á. Thầy, cái Spring Flow là trong cái bảng mô tả là mấy cái mà dạng cái nút đó là bấm vô nó sẽ đi đâu? Đúng rồi, nhưng mà chúng ta sẽ vẽ một cái có nghĩa là tụi em sẽ không tụi em cái phần Figma hay là gì á, nó sẽ có cái phần Spring Flow đó, các bạn nhìn thôi, để mình nhìn lướt thôi, cái giao diện này đi tới cái giao diện này đi. Là này. Em có làm cái prototype và em có để cái link Figma ở trên. Em chụp hình đi, em chụp hình vào cái phần em chụp một cái Spring Flow lại để vào trong này. Và nên mình cho data cụ thể vào cái tay test này nè, là tay test là gì luôn ha, có nghĩa là mình để là vehicle name là xe gì đó, tay test là đang rảnh, đang bận, đang hư gì á, rồi select thì có cần không, hay là double click luôn cho đẹp, double click luôn, lúc đó là cái phần UI sẽ mô tả rất là chi tiết, double click vào thì nó sẽ đi vào cái phần detail này đúng không, nó sẽ hay hơn. Cái tay test này có cần thiết là phải để cái nút nào không, nhiều khi hiểu nhầm ha, sửa như thế nào đó. Đây. Như cái này thì hơi phức tạp á, hơi phức tạp. Bạn nào làm sao nó gọn nhất để mà qua khoảng hai cái giao diện hoặc ba cái giao diện á, hai cái giao diện thôi là có thể tạo một cái tab cho
cho cái người người collector. Cái này là phải qua mấy bước nè, mình coi sơ thôi nè, thấy không? Đầu tiên là phải phải vào cái tab tab này đúng không? Giờ cái giao diện này, chọn cái collector, rồi sau đó nó ra cái giao diện này, xong rồi bấm re tab, xong rồi đi tiếp này đúng không? Re tab à, đi xuống tới đây chọn rút đúng không? Chọn rút, rút đây thì cũng phải Không, phải create task thì nó sẽ ra tới cái chỗ cái file create task luôn, tại cái này em đang làm đó đó, là thì mình phải cần cái stream flow á, có nghĩa là một cái luồng cụ thể là từ tạo task cho collector như thế nào, đi một cái luồng cụ thể. Các bạn đi cái này là nó hơi bị diễn ra này hơi bị là cho em chỉ mô tả cái UI lại của tất cả các file, còn bây giờ ok. nếu mà làm stream flow là bây giờ cho em phải kể thêm làm một cái bảng mô tả là từ trang này bấm vào lúc nào sẽ qua trang khác là đủ rồi đúng không, hay là Đúng rồi chính xác là cái này nè, từ cái trang này nè đi cái đường nào, và chúng ta có thể là chụp chụp một cái screen lớn, nghĩa là các bạn vẽ một cái screen lớn rất là to ha, rồi sau đó là nếu mà cho cái tab mà phân biệt cho collector chẳng hạn, thì screen A tới screen B tới screen C tới screen D như thế này ha, cái luồng như thế này, một cái hình nhỏ thôi, gom giao diện lại ha, yeah. để chuyển qua ở đó. Cái người giảng viên nhìn như ok, thế cái gì ổn, mà lúc đó mình coi, mình xuống sẽ coi và coi mình sẽ coi tiếp là ok, là mình thấy ok là chức năng mà phân biệt cho cái collector là ổn rồi ha, mấy cái UI là khá là ổn rồi. Mình sẽ coi tiếp là cái class diagram của nhóm thiết kế có match với lại cái kịch bản ở trên không, và cái phần phần UI trên không đó, mình coi lướt gì đó để mình coi giống như cách mình trình bày hồi nãy đó, nó rất là rõ để mà coi, và lúc đó mình sẽ thắc mắc thôi ok cái method này thì như thế nào. Đó là phần mô tả này, nếu mà cần thiết á mô tả là mô tả thêm như thế này như thế nào đó, thì giảng viên chấm sẽ rất là dễ ha. Về cơ bản là nhóm cũng Phúc làm tốt ha, nhưng mà về về cách mà cho giảng viên mà để mà theo dõi thì nó chưa có ổn lắm, thì có thể làm nó thuận tiện hơn để giảng viên hình dung ha. Ok, thường chấm thì ta chấm gì đó, đầu tiên là nhìn thấy cái giao diện chung của người collector. Nếu mà muốn phân biệt cho quên, của collector, nếu mà phân biệt cho collector như thế nào, phân biệt cho collector như thế nào, đó là cái luồng, coi lướt vào cái luồng đó, và có thể là cái luồng đó là bạn có một cái activity diagram ở trên để mà cover nhanh cái phần đó ha. thầy xem qua thử giúp em cái activity với sequence diagram đang có vấn đề. Lát là ít quá ha, phải phải bạn vẽ thêm, có thể các bạn sẽ vẽ thành thành hai cái lát diagram cũng được, cho một cái nhánh mà phân tách cho cái hay là ba cái chẳng hạn, tùy tùy thôi ha, ba cái, một cái sẽ có những cái UI, những cái controller, những cái entity cho cái tổng quan hay cho cái dashboard chung á, rồi tiếp theo là những cái lát mà cho phân công nhiệm vụ cho cái collector, UI phân công cho vector, UI controller xử lý cái đó. Và có thể chúng ta sẽ có ba cái sơ đồ lát này ra về cách trình bày thôi ha. Còn thực tế chúng ta vẽ ở hệ thống đó, chúng ta chỉ cần vẽ một một một, một cái sơ đồ bự là bự, nhưng mà mình không thể nào coi một cái sơ đồ bự là bự đó. Và các bạn có thể phải cắt nó thành thành ba phần, ví dụ vậy ha, phần một cái dashboard tổng quát để cái người người back officer coi thông tin chung, một cái nhỏ nhỏ để mình coi về cái phân biệt cho assign việc cho cái người collector, hoặc là assign việc cho cái người janitor. Ví dụ assign việc cho collector mình thấy ok, root đâu, vehicle đâu, collector đâu, danh sách collector đâu, danh sách root đâu, danh sách vehicle đâu, và các bạn thể hiện nó như thế nào. Tương tự như janitor chẳng hạn, danh sách janitor đâu, janitor thì sẽ không làm việc với lại vehicle, mà janitor sẽ làm ở khu vực nào, khu vực đó MVC như thế nào. Không, các bạn hình dung không? Đó là cách mà mình sẽ coi. Thế nhiều quá thì nhiều cái coi lướt thôi. Các bạn trình bày không rõ thì sẽ giảng viên nó sẽ bị mít thông tin. Và vậy. Nhưng mà tùy theo mình chấm thì mình còn xem cái cả cái việc gọi là các bạn làm có tâm hay không á. Có nghĩa là các bạn làm này kia là gì rõ. Như nhóm này thì làm rất là tốt ha. Ok.
cái này thì nên nên nếu mà vẽ ở mức này thì nên có thêm cả cái UI luôn nha nha Phúc. UI đây này, UI trước đây, có nghĩa là cái người bắt observer phải giao tiếp với lại cái UI trước, rồi phải giao tiếp được tới cái object controller, không thể nào trực tiếp giao tiếp tới cái object controller được ha. Và nếu mà nhóm đã có cái này nè, tùy ha, cái này nè, đi theo task list này có thể coi là một cái như mình ví dụ mình làm bên này nè, mình làm bên này là mình sẽ có một cái book DB, cái lát book DB này sẽ quản lý tất cả những cái entity ha, trả về list book, thì list book của mình á là một cái list thôi, là mình không đưa cái entity lát vào đây ha. Còn nhóm nếu mà nhóm đưa cái entity lát vào đây thì nó hơi bị kỳ, và cái DB này lại không cần thiết, có nghĩa là có thể gộp hai cái này lại, và có nghĩa là mình sẽ có một cái tab DB là cái gì đó tùy theo nhóm thiết kế, và cái lát đó nó cũng phải có cái kia luôn, và trả về danh sách thôi, lúc đó nó sẽ request chứ không phải retreat, có nghĩa là đang đây hình để nhầm đúng không, à nhận chi tiết một công việc, có thể là mình get tiếp theo truyền vào cái collector đúng không, collector ID đúng không, và trả về. Thì cái này có thể gom hai cái này là một, nó là một cái này nó không đúng nữa, tại vì nhóm vẽ hơi bị lửng lửng, tự nhiên cái vehicle controller thì dính dáng gì tới cái detail tab này của collector. Dính dáng gì đâu, đâu dính dáng gì đâu đúng không? Đâu dính dáng gì đâu. Cái này mà đúng á là nhóm phải vẽ thành hai cái sơ đồ. Possible way for pack officer assign vehicle to janitor và collector. Assign vehicle thì chỉ có collector để assign vehicle thôi, còn janitor thì họ dùng troller và họ sẽ thu gom rác ở khu vực nào tới MVC nào, và collector thì cũng đó là với phân biệt là route nào ha, đi cái tuyến đường nào ha, gom tuyến đường đó thì đi qua những cái MVC nào ha, và dùng phương tiện nào và đi mấy chặng, đi như thế nào ha, cái ca làm việc của họ là họ đi mấy ca, hình dung không đó, thì chúng ta phải vẽ lại, không đúng lắm, cái này không đúng lắm. Nên tách làm hai cái, nếu mà bạn muốn vẽ thành tách làm hai cái. Đó, tương tự như nhóm này cũng bị cái này nè. Cái post cái cho nó này, cái này là nếu mà mình assign time trước được không? Assign bên này được không? Rồi, nhóm chỉ là một tính sửa lại chỗ đó là assign time với assign route trước rồi mới làm assign vehicle. Đúng rồi, thì nó chỉ là một cái hành động tương tự thôi. Assign time, tiếp theo là assign route, rồi assign vehicle thôi, một cái hành động tương tự. Mà cái này nó cũng bị nhầm á. Cái đề thì chắc là cái đề với thầy cũng cài á. Cái thầy cài một số cái nhập nhằng trong đó và nhóm không có phân tích được. Nghĩa là cái janitor này họ sẽ không có xài cái vehicle. Họ xài cái controller thôi. Mà nếu mà tụi em có muốn quản lý cái controller luôn hay không, nghĩa là do cái quy trình đầu tiên tụi em á, cái workflow đầu tiên á, cái người janitor ha, đầu tiên là phải tới cái một cái địa điểm tập trung nào đó ha, nhận cái controller rồi đi tới cái check-in ha, check-in check-out gì đó, xong rồi nhận cái controller đi tới cái area nào để thu gom xong xuôi rồi á, rồi cầm cái controller nó trả về cái địa điểm tập trung đó rồi check-out. Cái quy trình đó có nhóm có build cái quy trình đó không? Đó, thì có thể thể hiện cái quy trình đó bằng cái activity diagram này. Tương tự như vậy, người collector cũng vậy, người collector đầu tiên là tới cái địa điểm tập trung ha. Ha, check out những cái vehicle, ha, những cái vehicle ha, những cái xe nào, sau đó họ đi thu gom rác hết cái ca làm việc của họ. Sau đó họ trả lại cái vehicle đó, ví dụ làm ca buổi sáng đi. Ví dụ tôi là người collector ha, tôi tới cái trường đại học Bách Khoa đi, tôi nhận cái xe, tôi mở lên giao diện lên ha. Bữa nay là tôi đi thu gom ở mấy cái địa điểm này nè, thông qua những cái MVC, cái route này. Rồi và đi khoảng 3 cái route là hết buổi sáng của tôi. Và sau đó tôi trả về. Đó là tôi thấy được cái đó. Dòng đó. Đó. Rồi đó là cái quy trình thông thường của tôi ha. Rồi giả sử
có một cái quy trình bất thường là đang đi thu gom rác thải gì đó thì phát hiện ra có một cái MPC gần với cái route của tôi mà đầy rác rồi, mà cái vehicle của tôi á thì vẫn có khả năng chứa được cái lượng rác của cái MCB đó, thì tôi có đi gom luôn hay không, ví dụ vậy. Nó sẽ là những cái quy trình phụ rẻ nhánh đấy đó. Đó, các bạn có thể có suy nghĩ tới không, suy nghĩ tới cái đó không? Đó là những một số cái quy trình riêng cho collector với lại generator, và quy trình assign task assignment cho cái back officer như thế nào đấy. Ok không, thấy ổn không? Được thôi. Tại chỗ đó là kiểu nó đang lúc mà sai là nó đang cùng nằm trên một cái trang UI á, nên là các em mới dùng cái fork note chứ cho nó không cần fork note cho nó, là nghĩa là chừng nào các bạn muốn là hai cái hành động đó là diễn ra song song thì các bạn mới nhấn cho đó, còn các bạn cứ tuần tự thì nó là hành động tuần tự, không nhất thiết là phải cho nó, các bạn không nhầm á. Ừ. Ví dụ như là ví dụ như cái máy pha cà phê ấy, các bạn biết cái máy pha cà phê không, pha cà phê sữa, thì nếu mà cái máy pha cà phê đó cùng một lúc bơm sữa và cà phê vào thì mới gọi là song song. Còn nếu mà cứ hành động là cứ bơm sữa rồi bơm cà phê rồi xong rồi pha thì không cái đó không phải là diễn ra đồng thời. Cũng vậy, ví dụ như thầy nói là bơm sữa rồi bơm cà phê, vậy giờ em bơm cà phê trước rồi bơm sữa vậy thì hai cái đó. Ok, thì nếu như vậy á thì nó sẽ là đồng thời. Nếu như vậy thì nó sẽ là đồng thời. Có nghĩa là hành động nào trước cũng là được, cái hành động nãy nào sau là cũng tại được. Vì nó nằm trên một cái UI này nên là người dùng kiểu như nó có ba cái input đó, là người dùng muốn chọn cái nào trước thì người dùng nhập. Nên là nhưng mình mà không nhưng có mà nhưng mà thực tế như này Phúc, nhưng mà thực tế nếu mà cái hành động đó, nếu mà thường thường mà hành động gì á thì nó xảy ra đồng thời thì thường nó sẽ là hai role, nó sẽ là hai role thường thường nó hai role, có nghĩa là hai role, có nghĩa là cái hành động A đó sẽ là một cái role nào đó thực hiện, cái hành động B á sẽ là một cái role nào đó thực hiện đó. Còn nếu mà chúng ta chỉ có một role thôi, một người á, ví dụ là một người đi, một người hoặc là một cái máy á, thì vẫn nên để là bình thường, trừ khi là chúng ta muốn nhấn mạnh là một người đó cần phải làm hai việc đó song song. Có nghĩa là một cái role đó mà cần phải làm hai việc đó song song cùng lúc á thì chúng ta mới nên để lại. Còn không thì cứ để bình thường thôi, chứ đừng 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 làm cái sơ đồ chúng ta quá rối ha. Ha. Yeah. Đó, cái hình dung hiểu không? Giống như là mình làm một cái là đầu tiên là mình xong cái gì đó mình cần phải gửi cái này đi, đồng thời mình phải nhờ cái người người ít nào đó để mà phân biệt. Cái này thì mình có thể có một ví dụ đây nè, để mình lấy do bạn hỏi thì mình show cái này ra thôi, chờ một xíu ha, mình kiếm cái này. Cái phần này là cái phần advanced ha, advanced về activity diagram. Để coi kiếm cái slide này. Đây. Cái này ha, cái này là concurrent in email ha. Đây. Thì định nghĩa ha, đây là một cái hành động ha, là nhận cái đơn ha, cái hệ thống mà logistics á nhận cái đơn hàng ha, nhận cái đơn hàng, điền đơn á, và họ ở đây nè, họ sẽ ship cái đơn đi, song song với đó là họ sẽ send invoice ha và chấp nhận thanh toán ha. Và khi mà hai cái này nè, có nghĩa là cái fill order này, từ cái fill order này thì sẽ có hai cái hành động là do hai cái role, như bạn nhìn đây nè, nó sẽ là hai cái role, có nghĩa là giả sử một cái người người nhân viên xử lý đây ha,
sẽ tiếp tục là sau khi mà nhận cái order rồi đúng không, điền thông tin order gì gì đó, sau bắt đầu là sẽ send invoice và chờ cái accept payment từ cái người khách hàng chẳng hạn ha, hoặc là gì đó, và song song với đó là họ sẽ ship order, thì họ sẽ gửi một cái phần ship đi, có nghĩa là vận chuyển á, vận chuyển cái đơn hàng đi. Và hình dung ha, để sau cái field order này nó sẽ có ba cái này ha, và để mình load cái order này thì bắt buộc cái ship order và cái accept payment này phải hoàn thành tất nha. Thì các bạn có thể coi cái phần này đây, sờ thử cái component là cái này, đọc cái này nha. Và hai cái này là song song, và từ nó sẽ là hai ROM riêng biệt. Thì kia còn bình thường thì cứ lơ một cái thôi. Và cái này là cái ẩn này, cái này là đang phân tích, nghĩa là người ta có thể vẽ một cái activity diagram như thế này, nhưng mà nó sẽ không có rõ lắm, có nghĩa là nếu muốn vẽ chi tiết thì nó sẽ là như thế này, có nghĩa là ba cái này nè, có nghĩa là cái người ship, cái người mà shipper là chỉ thực hiện một cái action ship thôi, và trong cái khoảng thời gian A tới B này là cái người shipper sẽ thực hiện cái là chi tiết này, và cái người nhân viên sẽ send invoice này và chờ cái accept payment này đó. Và cái load order này chỉ thành được thực hiện khi cái ship order này hoàn tất và cái accept payment này hoàn tất, hình dung hơn đó. Thường là hai ROM. Còn nếu mà trong hệ thống của chúng ta làm thì nó sẽ như thế này nè, nó là giống như cái microwave này, là nó vừa phóng cái tia phóng xạ okay nè, và nó vừa quay cái dĩa ha, phóng cái tia micro quay cái dĩa đây. Nó là hai hành động song song, có nghĩa là một cái offset thôi, nhưng mà trong cùng một khoảng thời gian nó làm hai việc. Chúng ta muốn nhấn mạnh á, hai việc song song đồng thời. Còn nếu mà chúng ta làm việc A xong rồi xong làm tiếp việc B cũng được, thì không nhất thiết là phải làm về parallel ha, chúng ta có thể làm hai lần bình thường, trừ khi mà hai cái đó song song không đấy. Còn chúng ta có thể làm, nếu mà những hoạt động mà lớn á nhiều rồi, chúng ta có thể dùng cái này, chúng ta phân tích ra, thì nó là một cái phần appen thôi, thực ra nó sẽ làm rõ hơn về kia thôi. Còn nếu mà bạn muốn nhấn mạnh cái này phải song song á, thì các bạn để song song, và các bạn có cái phần minh chứng á, phần minh chứng để chúng ta lý giải được ok, cái này là chúng ta muốn nó song song thì ok, mình chấp nhận thôi, thì do chúng ta thiết kế thôi ha. Ok rồi, các bạn nào có câu hỏi gì nữa không? Dạ thầy, vậy cái phần 4.3 thầy, lúc cái mà tester theo cái hướng dẫn mà thầy nói là lúc đó mình sẽ làm theo cái mẫu nào thầy? Kiểu các bạn cứ làm theo cái phần link hướng dẫn á. Đại khái là sau khi mà chúng ta thiết kế cái giao diện xong rồi á, thì làm sao biết được cái giao diện của chúng ta có đúng hay không, nó là bài hình dung ha. Ở ngoài thực tế nó sẽ có nhiều cái team, đầu tiên là cái team mà phân tích thiết kế á, là cái team DA, là họ sẽ để dục cho chúng ta cái cục này nè, rồi từ cái cục này nè, từ cái hướng dẫn này nè, từ cái requirement này nè, là các bạn thiết kế ra cái giao diện này, đúng không, là cái giao diện này ha. Làm sao biết cái giao diện này có đúng với lại cái thiết kế này hay không, thì có phải có người cái tester, phải có một người tester để test lại, họ thấy tester test lại cái này xem nó có match với lại cái requirement này hay không. Là mình lấy cái UI mình thiết kế trên Figma, hay là mình lúc này mình đã có được cái giao diện? Mình đã có giao diện rồi, mình đã thiết kế xong giao diện rồi ha. Và cái người tester sẽ test xem cái giao diện nó có thỏa mãn không, và tiêu chí test là gì. Các bạn phải suy nghĩ ha. Rồi sau đó là sẽ có một cái người end user dùng thử cái giao diện này xem nó có ổn hay không, và khi họ dùng thì mình phải đánh giá như thế nào. Giả sử mình như mình đã cái giao diện này đúng không, mình kêu cái người end user giờ ông thêm cho tôi thêm mới quyển sách đi, không có nói gì hết á, thêm mới quyển sách đi xem người user có biết làm không, search đi, tìm cho tôi một quyển sách có tác giả là ít, xem người user thế nào không, và chúng ta ngó xem cái người user có thực hiện tốt hay không. Hồi xưa mình ở bên phòng đào tạo á, hồi xưa mình làm một số cái form tuyển sinh á, hồi xưa các bạn làm á, tuyển sinh á,
sau khi mà làm xong cái form tuyển sinh á thì sẽ deploy luôn rồi, thậm chí deploy luôn rồi ra cái bản prototype như như Phúc nói, là mình sẽ nhờ một số bạn sinh viên không nói gì hết, cho các bạn vào một cái phòng 10 bạn, nhờ 10 bạn không nói gì hết, cho các bạn vào ok bây giờ có cái form tuyển sinh này các bạn nhập thử đi. Nếu mà các bạn sinh viên đó 10 bạn đó nhập trơn tru hết, thành công hết là nghĩa là có UI của mình là xuất sắc. Nhưng mà mình cũng chưa biết được là cái UI của mình á làm có đúng yêu cầu hay không. Có đúng yêu cầu này hay không nè. Như cái UI này của mình này thấy không? UI này của mình làm vẫn còn bị thiếu hai cái yêu cầu. Hay là cái người developer, cái người mà developer họ không nhận ra cái thiếu đó, thì cái người tester thì họ phải sẽ đọc lại cái này. Và họ test trên cái UI này. Xem cái UI này nó có match với lại cái requirement của mình ban đầu hay không, và nó còn nhiều thứ lắm, bạn đọc trong hướng dẫn á. Nhưng mà nó sẽ là có hai phía ha, tester sẽ vào join vào cái phần test UI đó, và cái người end user tùy theo các bạn ha, tùy theo quy mô thôi. Thì các bạn có thể đọc cái phần này và test cái gì, thử nghiệm cái gì, làm thử cái gì trên cái UI chúng ta để đảm bảo là cái UI của chúng ta là có khả năng sử dụng. Nhưng mà có khả năng sử dụng. Rồi còn gì nữa mà các bạn cứ làm đi rồi xong mình sẽ có một cái bài sửa cho các bạn, yên tâm. Ok, nếu mà không có gì thì chúng ta kết thúc ở đây ha. Rồi các bạn về sửa lại ha, sửa lại những cái bài mà mình đã góp ý ha. Sửa lại làm sao cho cái use case diagram nó match với lại cái use case scenario nó match với lại cái UI của chúng ta ha. Và nó thỏa mãn được cái giao diện đề ra ha. Thỏa mãn được cái yêu cầu đề ra. Rồi cái class diagram nó cũng sẽ hiện được cái UI ở trên ha. Ok ha, rồi chúng ta dừng ở đây. Rồi tạm biệt các bạn ha.